Hôm nay là ngày đầu tuần, có 20 cả nhà đi ngắm cảnh, giống như phải là ngắm cảnh thiên nhiên. Mà ta đi ngắm cá cảnh cả nhà nhé. Ngắm cá cảnh là làm cho ta yên lòng, thanh cảnh, tâm tình, có nghĩa làm cho tâm ta tĩnh lặng. Ngắm thiên nhiên, hoa lá thì phong cảnh quê hương đất nước thì hình này có một cái thanh bình yên tĩnh, nó khác hơn là ngắm cá cảnh. Ngắm cá cảnh thì ta lại cảm thấy tâm ta tĩnh lặng vô cùng luôn, tuyệt vời lắm. Cô hai có việc đột xuất về Nghệ An cho đến này tạm xa mảnh đất quê hương nồi yêu dấu đấy. Vừa vào đến nơi thì phải đột xuất về đây, cho nên có việc ở nhà điền về, nên cả nhà phải trở về Nghệ An, nơi cái nóng và cái gió, cái nóng rạt bỏng bàn chân, như rạt bỏng ra. Tạm xa cái rạt nóng bỏng bàn chân cát trắng vàng của Quảng Nam Đà Nẵng để về với nắng gió rạt bỏng giá của miền Trung xứ Nghệ. Cho nên buổi sáng đầu tuần tĩnh tâm một chút để tạm biệt Quảng Nam yêu dấu. Đáng lẽ lịch trình là được về nhà nội nhưng không đi được, phải trở về gấp vì ở nhà gia đình đang có việc nên phải về, phải bay về gấp cả nhà. Tuyệt vời lắm. Trời ơi, con cá trắng này nó theo cô hai này, đúng là ở nhà vậy nhá. Ở nhà cả cảnh của nhà cô hai cũng theo cô hai luôn, mỗi lần mà cho nó ăn hoặc là lại để chơi với nó là nó theo này. Con cá ở bể bên kia đây, là cô hai qua bên này, nó lại qua bên này. Gì qua bên này cho xem. Con này, cô qua bên này là con hai con cá trắng thì theo cô luôn. Dạ. Thấy hay. Theo người luôn ạ. Trời ơi, thích lắm. Được mà không xa là đưa về này. Đó, đang không xa là đi về. Qua bên này lại qua bên này cho con. Đấy. thích quá luôn nè. Thích quá luôn. Rồi ok, tầm xa cả con cả cảnh đi qua lại đấy, cả khói đi về chơi, cả khói đấy. Khói đẹp quá, cả khói đẹp quá luôn. Còn con cá trắng đẹp quá trời luôn, cá vàng thì ngậm nhiều đây nhưng cá trắng đẹp lắm cả nhà. Dây mới đi đang sớm quá, mới đầu giờ sáng cho nên là